thoại gia đình số 4 là mẹ Kiều Hạnh và con Ngọc Thư. Thế nào cho con biết lý do vì sao mà mình đã lựa chọn mẹ Kiều Hạnh với lại anh Thu dừng chân không ạ? Tại vì tôi cảm thấy là với cái cá tính của cháu Đức thì hoàn toàn không hợp với cháu anh Thư. Rất tiếc về điều đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại cô gái Nguyễn Thị Anh Thư ngay trên sân khấu này. Xin mời em. Trời ơi, tiếc quá, một cô gái quá xinh xắn luôn. Trời ơi, bé nãy ơi. Nãy giờ nghe anh Đức nói dưới này, trời, mẹ mình cũng khen mình hết lời. Nào là giỏi giang, lăng xả, bên gia đình nhà trai á, mình thấy mình như thế nào, đang nghĩ gì trong đầu lúc này? Dạ, trước tiên là đến với chương trình, em xin chào hai vị MC, gia đình nhà trai với lại các cô chú ngồi ở bên đó. Cái khoảng thời gian mà em trải qua nó chưa có đủ chín chắn để mà cho người lớn nhìn vào thấy là con bé này nó thật sự hợp với con của mình. Cho nên là nghĩ là do tùy duyên thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời mẹ của anh Thư ạ. Xin mời cô. Cô ơi, cô với lại em á, mình cảm giác như thế nào khi mà mình lại là người ra về sớm nhất rồi? Cô á thì không có gì hết. Tại vì nói chung là bé cũng còn nhỏ, yêu sớm á thì cô thấy nó cũng chưa có hợp lý lắm. Cho dạ. nên bây giờ thôi kệ, khi nào mà bé đủ lớn rồi thì bé tự chọn. Dạ vâng, còn anh Thư có buồn không khi mà mình phải ra về đầu tiên như thế này? Dạ cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là do duyên thôi. Một chút này là do là như thế nào, hay là một chút là do thấy anh Đức cũng được? Thật sự thì em thấy anh cũng dễ thương, rất là giỏi, em rất là hâm mộ luôn á. Dạ. Thì mình không có duyên đến với nhau. Đúng thì mình đâu. Cứ làm bạn với nhau trước đã ha. Có gì lâu lâu qua đây ủng hộ tiệm điện thoại. Dạ, dễ sợ. Đúng rồi á. Chuẩn bị rồi đó, em chuẩn bị mua điện thoại mới rồi đấy. Đó, dạ, mua điện thoại mới rồi. Dạ, giá đặc biệt của em liền đúng không? Một công đôi chuyện luôn. Cho câu hỏi gái, cho câu hỏi này. Bên em có bán laptop không? À, laptop có luôn ạ. Nhưng mà chỉ MacBook, iPad mà. Cái chuyện đó mình xuống sân khấu mình nói sao? Nó tự nhiên lên đây cái kinh doanh thương mại luôn à. Đó quỷ thần rồi. Không, cho dù mình không có duyên dạ. thì mình ủng hộ khách hàng cũng không có sao hết. Quan trọng là dễ có giảm giá là cô vui rồi. Rồi. Dạ cảm ơn cô và em ngày hôm nay đã đến đây ạ. À. Xin chào hai mẹ con. Chào, bye bye. Phải lựa chọn làm sao đây? Làm sao đây? Yeah. Sao khó quá đi. Bao gia đình đều muốn kết duyên. Phải cho phép được yêu, let's go. Cho phép. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.